Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỷ hợi tháng Giáp Ngọa năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bình địa mộc, ngày kỷ hợi, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, bình địa mộc, kỵ tuổi, quý tỵ, ất mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân tỵ, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Về các sao tốt trong ngày gồm có sao thiên đức, sao ngũ phú, sao phúc sinh. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, sao chu tứ hắc đạo, sao không phòng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Ngày này, theo khổng minh là ngày tốt, xuất hành có được quý nhân phù trợ, buôn may bán đắt, mọi việc đều thông đạt. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của tam hội phù trợ, cho nên sự nghiệp của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi. Thậm chí bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và rất có thể quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những vấn đề khó khăn đang còn tồn đọng trong suốt thời gian vừa qua và định hướng cho công việc của bạn thời gian tới được tốt hơn. Nếu như bạn tuổi tí, bạn nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bạn mạnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và tin tưởng của đồng nghiệp. Bạn hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý với những người khác giới đang phát triển rất tốt đẹp nếu như bạn đang quản độc thân thì bạn có thể giữ liên lạc với một vài đối tượng hứa hẹn sau đó hãy mở rộng lòng mình và lắng nghe trái tim lên tiếng bạn tuổi tí nhé. vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy quý nhân giúp đỡ khắc phục được những khó khăn tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa đồng nghiệp khâm phục lãnh đạo đánh giá cao, tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, nhân duyên với những người khác giới được, tốt đẹp, tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mệnh mộc, suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 16, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu chúng ta thấy là với bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu có được sự cần cù, chăm chỉ và rất dễ phát tài trong ngày hôm nay nhờ ngày tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm đi chăng nữa, nhưng nếu như bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó, thì tất nhiên bạn sẽ được nhận lại một phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu trong ngày này, lại không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về thành tích của bản thân, khiến cho người ta có kiến thức sâu rộng hơn chê cười. Bạn cần phải tiếp tục khiêm tốn, học hỏi điều hay từ những người khác, bởi những gì bạn đã biết vốn chỉ là một phần rất nhỏ bé trong biển trí thức mà thôi. Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, không nên dồn hết tất cả thời gian cho sự nghiệp của mình. Cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, cũng cần phải cố gắng dùng bữa tối với mọi người và đây là thời điểm các thành viên đều quay quần bên nhau vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy dễ phát tài nhờ công việc nghề tay trái của mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên ba hoa khoác lác quá về vốn kiến thức của bản thân tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 45, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần đó, Cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, tứ hình sung, dần thân tỵ hợi Cái điều này tác động lớn tới phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay và đặc biệt là đối với những ai đang lập gia đình rồi, cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt đi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, đối với những bạn đang còn độc thân cũng sẽ gặp nhiều chuyện không được như ý muốn. Bạn khó tìm được người phù hợp cho dù hiện tại bạn cũng đang mở lòng mình với mọi người và quan tâm, vốn chẳng thiếu người để ý đi chăng nữa. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn bắt đầu câu chuyện yêu đương. Và ngày này với bạn tuổi dần ạ cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này còn cho thấy bạn mệnh có thể sẽ vướng với nhiều rắc rối do sự tranh cãi, cãi vã với bạn bè, đồng nghiệp và bạn cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không để cho chuyện bé xé ra to, gây tổn thương hòa khí mọi người. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng lạnh nhạt Hiếu đi sự quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy gây tổn thương hỏa khí mọi người. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim vướng phải nhiều rắc rối với mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 44, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của tam hợp phù trợ, cho nên bạn tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, bạn lại đang quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc, cho nên bạn dễ thấy chán nản và thậm chí là muốn từ bỏ nếu như công việc gặp phải khó khăn bất ngờ nữa trong cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi mão ngày chủ nhật này lại đang phát triển tốt đẹp nhờ bản tính hiền hòa vui vẻ bạn luôn chân thành nhiệt tình giúp đỡ mọi người và không hề toan tính vì vậy mà chắc chắn bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu như bạn gặp phải những khó khăn bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượt cái điều này cho thấy về gia đình của bạn tuổi mão đang có được bỏ không khí rất yên bình và ấm áp. bạn và nửa kia của mình chẳng hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì, nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng càng ngày một gắn kết, khiến cho người ngoài ngưỡng mộ nữa. vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái bắt tay vào công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ bộ cuộc giữa chừng nếu như gặp phải khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình hòa hợp vợ chồng có được sự thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 48, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh đây là dấu hiệu may mắn đối với bạn tuổi thìn trên con đường tài lộc ngày hôm nay dù là ngày nghỉ nhưng bạn có thể được thưởng nóng hoặc là tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi của mình trong suốt thời gian vừa qua và đây có thể thấy rằng những gì mà bạn đã bỏ ra sẽ được trả giá xứng đáng cho bạn. Trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư có thể sẽ tìm được những đối tác hoặc là khách hàng tiềm năng giúp cho bạn gia tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc là mở rộng thị trường. Có thể nói đây là một trong những thành công đáng kể trong cái thời điểm này cho bạn. Tuy nhiên đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này khiến cho bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Và khi đôi bên có chuyện gì bất đồng ý kiến với nhau thì bạn mạnh đừng có khăng khăng với ý kiến cá nhân của mình. Bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có thể được thưởng nóng hoặc là được tăng lương dù là ngày nghỉ tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ được trả giá xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên bạn bè tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có được cơ hội mở rộng thị trường hoặc là mua may, bán đắt, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đừng có bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 50, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng màu nâu của nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này tác động khiến cho bạn tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình ngày hôm nay. Vì ăn nói thiếu suy nghĩ, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh của mình một cách vô lý nữa. Với bạn tuổi tỵ bạn cũng trải qua một ngày vất vả, do ôm đồm quá nhiều công việc, Cố tham vọng là tốt. Nhưng để đến được thành công, bạn cần phải có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong thành công đến với mình một cách ngay lập tức được. Bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người thông minh và có chú, có trí tín thủ, vì vậy nếu như muốn khẳng định vị thế của mình, bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của bản thân. Cùng với đó, nếu là người làm ăn thì bạn nên làm giàu trong sáng, không nên tham tiền, chạy theo những gì không phải là của mình. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều việc không nên tham lam. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày Chủ nhật này Sự nghiệp 3 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 18 Số 30 Giờ tốt Từ 1 giờ đến 3 giờ Màu sắc cá tường Màu đỏ Màu hồng Quý nhân phù trợ Tuổi giàu Tuổi xỉu Tuổi thân Từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tự ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tự ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy bạn tự ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan niệm bất đồng Vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, nhưng điều cần làm lúc này là không phải là hơn thua bằng những lời nói. Và một khi rắc rối nảy sinh, dù ai là người đúng, ai là người sai, bán mệnh tuổi ngọa cũng có thể chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, ảnh hưởng tới tất cả mọi người mà thôi. May mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của thực thần nâng đỡ cái việc làm ăn của bản mệnh lại có được dấu hiệu phát triển rất tốt, nhất là đối với những ai làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ tìm được những hợp đồng hoặc là những mối hợp tác làm ăn hứa hẹn. Còn đối với những bạn làm công ăn lương, dù là ngày nghỉ, nhưng bạn cũng rất cần cù và tiếp tục cố gắng phấn đấu. Vài tử vi tuổi giáp ngọa thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tìm được những hợp đồng hoặc là mối hợp tác làm ăn hứa hẹn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc vài đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 18 số 30 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của thiên tài đỏ mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi mùi dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh buôn bán của mình ngày hôm nay với những gì bạn nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra và đây là lý do để cho bạn tiếp tục tin tưởng vào tương lai và cố gắng phấn đấu hơn nữa. Và hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn cho bạn mệnh tuổi mùi khi bạn đã có được sự phát tài bất ngờ và bạn cũng có thể thử vận may của mình trong các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, không nên quá phụ thuộc vào điều này. Bạn cần phải làm giàu dựa thêm, dựa trên sức lao động chân chính của mình nhé xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này thích hợp để cho bạn quan tâm tới sức khỏe của mình nếu như cơ thể của bạn gặp vấn đề gì đó thì bạn có thể sắp xếp thời gian để đi khám không nên để đến khi mọi việc trở nên nghiêm trọng rồi mới giải quyết thì sẽ rất nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công sức mà mình đã bỏ ra được trả giá xứng đáng, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội phát tài bất ngờ, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ nên quan tâm tới tình trạng sức khỏe của bản thân, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc không nên sống dựa dẫm vào sự may rủi. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này Sự nghiệp 4 sao Tài lộc 5 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 14 Số 56 Giờ tốt Từ 21 giờ đến 23 giờ Màu sắc cát tường Màu nâu Màu xám Quý nhân phù trợ Tuổi hợi Tuổi mão Tuổi ngọ Từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại cái điều này khiến cho bạn tuổi thân phải trải qua một ngày không được mấy in bình kẻ tiểu nhân có thể dở trò khiến cho bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn với những ai không hiểu rõ về bạn cũng sẽ hiểu lầm bạn nữa và với ma tuổi thân, bạn đừng quá nóng nảy, vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói. Bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích thực tế. Bạn cần phải chứng minh năng lực của bản thân mình bằng những hành động thực tế. Chắc hẳn sẽ không ai dị nghị gì được nữa khi trắng điên đã rõ ràng càng may mắn hơn khi trong ngày này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày của kim sinh cho thủy vượng bạn mệnh luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia vì vậy nếu chưa tìm được cách giải quyết vấn đề thì bạn cũng đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy hai người có thể cùng nhau vượt qua được mọi sóng gió vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ vững bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia có được sự thấu hiểu và biết sẻ chia tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim sự tâm sự với nửa kia nếu như bạn gặp phải những vấn đề khó khăn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 12 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu Từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn trong ngày hôm nay khá tốt đẹp đặc biệt là đối với những ai vẫn đang còn độc thân Bạn mệnh trở thành một người có được sức hút được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi và bạn hãy cho mọi người tiếp xúc trò chuyện với mình nhiều hơn. Và ngày này nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn luôn tin tưởng ở nửa kia cho dù có nghe thấy những lời, những điều tiếng đi chăng nữa. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên quá nóng nảy hoặc là hiếu thắng trong ngày hôm nay. Đặc biệt là đối với những ai làm trong môi trường đông người, dù là ngày nghỉ, nhưng bạn cần phải học cách thỏa hiệp để đi tới sự thống nhất khi làm việc chung nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận mình từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cố gắng tránh xa những chuyện thị phi không đáng có từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên quá nóng nảy hiếu thắng và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 13 Số 28 Giờ tốt Từ 1 giờ đến 3 giờ Màu sắc cát tường Màu bạch kim Màu xám Quý nhân phù trợ Tuổi tỵ Tuổi xỉu Tuổi thìn Từ vi tuổi tốt Chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, hứa hẹn cho bạn có được một tương lai rực rỡ nếu như bạn giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù như hiện tại. Bên cạnh đó, bạn tuổi Tuất là một người có tài, cho nên ngay từ bây giờ hãy đưa ra những mục tiêu có tham vọng hơn cho mình. Ngày này, đối với những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bạn mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp vào năng lực của mình hơn hoặc là nhận được một khoản tiền thưởng khả quan cho mình trong tương lai. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Đừng có để cho đến khi mối quan hệ của mình và các con dần trở nên xa cách thì lúc đó mới hối hận. Bạn hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình. Về từ vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa, bạn là người thông minh, không ham danh lợi. Từ vi tuổi bính tốt thuộc mệnh thổ không nên dậm chân tại chỗ để cho người khác vượt qua mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải quan tâm tới con cái nhiều hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 61, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang có điểm báo dễ có những tư tưởng bi quan tiêu cực do đang chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình gây ra tuy nhiên dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt bạn không nên bi quan hoặc là tìm cách đổ lỗi cho người khác ngày này với bạn tuổi hợi bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội đưa ra những quyết định không thực sự chính xác, có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Và ngày hôm nay với bạn tuổi hỏi, nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải những khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nóng vội dễ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên bình tĩnh trao đổi ý kiến với mọi người. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn của mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 6, số 23, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.